từng đi ra ngoài downtown, ghé nhà hàng tên là Tessin Brazil, ăn steak out, Brazil steak out. À, đây là downtown nha các bạn. Tầm này thì hơi vắng. Từ trước thì nhộn nhịp hơn. Có xe ngựa chạy đó, mà hôm nay không thấy. Đây là cái khách sạn tên là The Peabody. Khách sạn này cao ghê luôn á. Wow. Các bạn cụ nha các bạn. Giờ phải chờ chút xíu. Order bàn rồi. Bên trong khách còn đông hơn một xíu. Này bên trong là ở nhà hàng. Ăn bóc miếng nữa. Thank you, sir. Thank you, sir.